Ok, và xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Rùa đây. Thì cái clip hôm nay mình sẽ quay trở lại chế độ zombie nano nâng cấp để test con zombie mới nha anh em. Hứa với anh em làm con zombie mới này rồi, nhưng mà thật sự là server test nó lag quá anh em ạ. Mình đợi ra server chính luôn, nhưng mà thấy nhiều anh em yêu cầu quá nên thôi vô làm luôn anh em ơi. Thì nay mình sẽ làm về con siêu nhân tím. Rồi, đầu game không biết mình có biến zombie không. Biến zombie thì cũng hơi đen nhưng không sao. Không sao. Ôi giời ơi. Chạy đi đâu? Chạy đi đâu? Chạy đi đâu? Ôi giời ơi bạn ơi. Chạy lên quận, lên phường, lên huyện, lên thị xã. Ôi giời, sọc gì rồi. Thì đây cũng là map mới luôn nha anh em. Giờ anh em xem clip đợt trước test con hero mới thì anh em đã biết rồi. Úi giời ơi địch bệnh. Thằng nào cũng tiêm đi bắt quỷ hết. Sợ thật xem vào test. Ôi giời ơi 6 giây nữa là có tơ này anh em. Chuẩn bị biến thành super siêu nhân tím rồi. Tím chứ không bị dím. Hòm ở đây luôn này. Đấy. Rồi số 3. Ôi rồi ôi anh ấy cầm kiếm. Ôi trời. Nhấn lộn rồi nhưng không sao. Nhấn G quay lại. Đấy. Ta đã quay lại và lợi hại hơn xưa. Làm sao làm sao làm sao. Ấy dạ. Chạy đâu. Một chém là 8k nhá anh em. Úi rồi ôi. Con này không chém xuyên giáp. Bay màu bay màu bay màu. Con này ăn hiếp hero non đúng sướng luôn anh em ạ. Tại vì hero non bản này như nâng cấp lên được 8k máu rồi. Lên tơ phách chém một phát không chết được đâu. Chạy hô. 1 xét 1. Rồi cấp cuối rồi. Tơ tím đây. Xuất chiến nào. Tơ tím. Dịch chuyển tức thời. Ôi xa. Nghe chưa. Các em dịch chuyển tức thời sẽ bị cưỡng lại 2 giây nha. Mày tốc biến. Ây địch bệnh tốc biến ơi Sida. Tốc biến bóp vãi lìn. Chạy đi đâu. À địch bệnh. Cái con zombie này thì được cái ngầu thôi anh em ạ. Chứ địch bệnh phế vãi nồi ra. Nhưng mà phải công nhận cái con này chém hero cũng ngon. Nó chém hơi đủ thôi nhưng mà chém hero ngon vãi nồi rồi. Đấy. Sao quá không được. Đấy, đây. Ê, hù ơi nha. Đấy, thật cái canh. Nhấn G thì mình sẽ tốc biến con đấy nhá. À, nó thấy mình rồi. Từ từ phải đợi thằng tơ tím kia. Rồi, cái lên rồi, lên nào. À, cái đỉnh mạnh bấm choáng. Mình đến với các bạn đây. Chạy đâu. Trời ơi. Cái con này nếu mà vào mắt Hoàng Lăng thì mình nghĩ có thể là tạo sự đột biến khá là lớn đấy. Nó hơi bị đép khi ở chơi ở trong chế độ bản test thôi. Bản test tại thằng nào cũng 1 TMB mất quỷ. X6 Thompson hết. Ô, thằng nào chơi lại còn 6 lòng các kiểu anh em thấy không? Rồi, rồi hù thôi anh em hiểu không? Từ từ phải đợi nát mình mới tốc biến qua. Ôi, à địch bậy sắp cứ qua là gạt bông chóa vào mồm ấy nhỉ? Mày. Lên dĩa. Lên dĩa. Để đây. Có gì mình gần hết máu mình còn quay lại. Vâng, 3 tơ tím ngồi nhìn nhau té lở tình. Nhiều máu quá rồi mà. Nhìn bố láo. Ui, 3 hero lên trên này luôn này anh em, lên cân rồi nó thôi. À, tóc biến vào mặt nó này. Nó phải dịch chuyển chứ. Hello my friend. Nào, 10k đâu rồi đấy. 1 thằng. 2 thằng. 3 thằng. Được chưa anh em? Ra nào đi vậy cái thằng. Ui, dịch chuyển không đúng chỗ đâu, dịch chuyển chứ, cày thế. Ui, phát được con zombie cấp cuối rồi này. Thơm. Chắc nhiều anh em cũng biết cái độ phế của cái con tốc biến này rồi. Con tốc biến này chỉ tạo gọi là sự căng thẳng cho chiến binh khi chiến binh đang thủ thôi. Ui, rớt. Cái con tốc biến này thì anh em phải đứng một độ cao gọi là nhất định, phù hợp với cái chỗ mà anh em muốn dịch chuyển qua thì nó mới cho dịch chuyển thôi nhỉ. Khi dịch chuyển anh em sẽ bị khượng 2 giây nữa. Nên con này hơi đủ. Trượt phải của nó thì sẽ không xuyên giáp chết luôn, mà sẽ chém một phát mất giáp thôi. Ủa xong dịch chuyển được ta. À đây. Hello my friend. gì? Ê lộ. Đây. Hàng. À định vậy. Con này chém chuột trái thôi anh em ạ. Chém bên rô và chém chuột phải. Rồi bắn không luôn kìa. Để mình tạo sự nó khó cho anh em cho chọn. Ui bom hay quá. Ở trên bom không chết ai thế. Rồi. Nhiều máu quá anh em ạ. À, tơ lửa có vẻ mình nghĩ là nếu mình biến tơ lửa thì sẽ hiệu quả hơn đấy anh em. Biến con tơ này chỉ tạo vài là này, như kiểu này bọn nó mình biến cái là bọn nó giải tán này, sợ tạo cho đối thủ sợ thôi. Hello, sợ chưa? À đủ. Phê đéo chịu được. Phê em chịu được. Chạy đi đâu? Thêm vào ngày luôn bạn ơi. Của mình bạn ơi, đấm cái gì? Đấm cái gì lên phường mà đấm, ok chưa? Nhưng còn một thằng hero trong này. Hello. Ôi gì vậy? Hello này. Được phết nhỉ anh em nhỉ. Con này thì mình diệt hero cũng ngon đấy. Con này ăn hiếp được mấy thằng hero ấy thôi. Ăn hiếp được mấy thằng hero 5 đấm rồi. Chứ thằng hero băng mình thấy cảm giác con này nó bị kiểu không chém lại được ấy. Hero băng nó chém chậm cái đầu cọng, chém hụt chuột phải một phát thôi là thằng hero băng nó cho con này lên dĩa liền. Lại zombie. Đấy đấy. Wow, có vẻ là định vậy. Nó biết mình làm clip zombie hay sao, làm zombie hoài luôn anh em ạ. Ôi vậy hột kìa. Ôi. Ôi, định vậy bên kia thủ đông thế. Đấy. Volley để nắm bầm chậm vãi nổi. Nào, mày bắn đây, bắn đây không chết cả. Điểm cao quá. Chiều phát không vớt giáp chết luôn. Ôi, cứ ăn cái này chết đi anh em ơi. Biết thành tơ bật bựa này cho nó vui. Nào làm sao? Nói làm sao? Tinh quanh chấm phê. Trời ơi. Ôi, chắc mình chơi một lần thôi, mình không dám chơi lần thứ hai anh em ơi. Vãi cả 666. Quê liền. Rồi, tao biến ngoài đấy đi. Hello. Nhìn tao làm gì. Mày. Chạy đâu con lợn này. Bắt mày. Hứa. Ô chém không chết kìa. Hứa. Hay quá. Tơ lửa vẫn là number one anh em ơi. Tơ lửa fake á. Úi rồi ôi nó mất giáp rồi. Nào một phát đầu. Nào. Ô, chết kìa. Nào. Sao đụng vào cái lông tơ kéo tóc của mình được. Nào đau rồi. Của mình bắn đợi. Nào. Đấm với chúng tôi. Sao đấm đó. À kiểu đau đấm à. Mày đây. Con này chém hero vui ở trên đỉnh mình. Chém mình thủ khó với liền. Chạy à, chạy con lợn này chạy. Chạy đâu? Mày chạy đâu chưa? Ôi, úi dồi 24k máu, 16k máu. Vãi cả bìu. Thế là chém chuột phải của con này nghĩa là 8k máu một lần anh em ạ. Khá là trâu đấy. Đầu tiên mình cứ tưởng 10k cơ nhưng mà như nó mới bị đép lại sao á. Một xẹt. Tớ phách bất bá nhất. Nói chung là trong bộ ba tơ thì con tơ mới này mình cảm giác là cũng không có tác dụng lắm. Biến đúng là chỉ kiểu cho vui rồi đấy. Tơ fake vẫn là công thủ toàn diện này. Nhưng mà nếu mà biến thêm một con tơ nữa thì gọi là đồ trong game nó sẽ có sự đột biến hơn. Chiến binh sẽ thủ một cách khó chịu hơn. 3 vài Peter liên tục. Được nhỉ. Ui bốc hơi luôn. Toàn tivi mất thử. Còn chậm nhiều quá. Con slow luôn, con slow muốn đổ tắt thở luôn. Chạy lên quận này. Mình nếu mà mình thấy cái counter kia có chức năng mà kiểu chém phải mà xuyên giáp chết luôn thì thấy cũng nó cũng ok. Nhưng mà chức năng của nó là không xuyên giáp chết luôn nên mình thấy là hơi phế. Cho hòm ơi. Muốn ra nào đi mày. Xong. Nó bắn mình chứ đằng trước nó lo từ thủ lo gì đằng sau ạ. Rồi. Hello. Đứng nhìn tịch quậy. Khó chịu. Cứ kiểu đứng lên nhìn nó cho nó bắn nó đam rồi chết. Nhúc kiểu bot kill luôn. See you again. Game. Ok, thôi clip của mình đến đây thôi anh em ạ. Bye bye anh em hẹn gặp lại những clip tiếp theo nhá.